vậy 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 vậy. Ok, mình chào các bạn nhé, mình đã ra bãi rồi các bạn ạ. Hưng cặp yến này cơ nào, từ từ hãy đi. Đây các bạn nhá, kích thước con này là bao nhiêu khách nhỉ? À con này 2,5 m các bạn nhá. Đấy các bạn thấy chưa, một con, đây là con diều hôm nọ mình để xuống đuôi các bạn nhá, phần trên là 2,5 m các bạn nhá. Mình mang thêm băng keo các bạn này, băng keo điện này, rồi một cục pin các bạn nhá, để nếu mà nó xoay thì mình sẽ để lên trên các bạn nhá. Đấy. Lúc nào cũng phải có băng điện như này các bạn để phục. Đấy, phục trong bao, không có ra đây không có cái gì cả. Và bây giờ Hưng đi đâm các bạn nhá. Khánh thì cầm dây đường bên kia các bạn ạ. Đấy, để Hưng hớt một đạn xem thế nào các bạn nhá. Rồi, Hưng hớt nha. Rồi. Thử em. Ấy, lên luôn các bạn ơi. Lên luôn này. Hưng ra dài thêm dây đi. Hưng ra thêm dây. Rồi, ra thêm dây đấy. Rồi, đưa đi thôi. Đấy các bạn nhá. Thế là lèo đầu luôn các bạn ạ. Cái này thì xì thừa rồi các bạn, pin với lại thấy thừa rồi. Lên luôn này. hơi xoắn cái con về đằng sau các bạn nhé. Hưng cho lên cao chiếu nữa đi. Rồi Khánh cho lên cao luôn nữa các bạn nhé. Cái này là tại mình làm cong thôi các bạn nhé, tại làm cong yếu thôi các bạn nhé. Còn nếu mà bạn nào mà muốn ấy thì mình sẽ làm thêm một cái độ thêm khoảng 1 m cái nan cũng bằng cái nan cái nữa các bạn nhé. Nan này thì mình làm là 3 ly các bạn nhé. Và bạn nào muốn cứng thì độ thêm 1 nan nữa thôi, nữa là nó cứng thêm các bạn nhé. Đéo vẫy 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 vẫy. Vẫy vẫy. Vẫy vẫy. Vẫy như con cháu. Hưng lại đâm tiếp nha. Hưng đâm tiếp khéo cẩn thận không mà gãy giống không loại nha. Còn Hưng đi ra đây không có trong đấy bụi cây. Rồi, Hưng đâm các bạn nha. Đấy siêu phẩm. Đây siêu phẩm này là bố bằng con này chứ không phải mẹ bằng con. Siêu phẩm này là siêu phẩm bố bằng con các bạn nha. Chật lắm các bạn ạ, lên phải nói là hay lắm. Lên ngon đấy nhờ. Này gió yếu lên ngon lắm các bạn ạ. Khánh này thích cầm hớt các bạn nhé. Cái diều này hớt thì trên lầu với trên tầng cao các bạn dễ cực kỳ luôn. Vì là cứ bung tay là nó lên. Những con diều này bung tay là lên. Mà nếu mà nan cứng quá là lại khó lên nữa các bạn. Lan yếu này thì nó dễ lên, nếu mà gió nhẹ giật mái thì. Đấy, ví dụ như trên cái mái nhà này giật lên là cực kỳ dễ luôn. Thôi, mình cũng xin kết thúc video ở đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm con này các bạn nhé. Kích thước và dán như thế nào các bạn nhé. Mình chào các bạn nhé. Hôm nay Bảo Khánh lại làm tiếp tục một con diều bằng cấp quang các bạn ạ. 2,4 m các bạn nhé. 2,4 m, 2,5 m các nhỉ? 2,5 m các bạn nhé. Bây giờ thì Bảo Khánh đang buộc cái nan cái vào cái nan cánh các bạn nhé. Trên đầu, nan đầu tiên các bạn ạ. Xong thì tôi cho một chút keo các bạn nhé. Bây giờ Bảo Khánh buộc cái nan thứ hai các bạn nhé. Nan thứ hai này thì mình buộc để bụng 62 các bạn nhé. Bây giờ mình đang vào keo các bạn nhé. 2,5 m các bạn nhé. Hôm nãy mình bỏ cái nan có quang 3 ly các bạn nhé. Nhưng mà không ổn nên mình phải thay bằng cái nan này các bạn này. Thay bằng cái nan cái bằng tre các bạn nhé.
Đây, cô Gia Hưng làm thêm các bạn nhé. Cô Gia Bảo này, bạn chi nhỉ? Bạn Đạt các bạn nhé, cho nên là cũng nhanh thôi. Rồi, bây giờ căng bóng để bọc các bạn nhé. Siêu nhanh luôn các bạn. Bây giờ phải để cho nó căng căng đều các bạn nhé. Căng đều nó mình mới đặt cái khung nan xuống các bạn nhé. Đấy, sợ gì phải có nhiều người mà con diều to thế này là phải có nhiều người để đỡ cái nan, đặt cho cái nan từ nhẹ xuống cái tấm này các bạn nhé. Đặt nhẹ nhàng bảo xuống trước đi. Rồi mình chỉ thả lỏng ra cho cái nan tự do nó rơi xuống các bạn nhé. Đấy thì nó mới đều được. Rồi, có khoảng tầm 1 phút thôi là bọc xong các bạn. Không đến 1 phút luôn đó. Làm gì mà? Đây, Bảo Khánh này chế cái con diều này vào đuôi các bạn nhé. Cái đoạn dưới đây ta sử dụng dây rút các bạn nhé. Đây có diều hôm nọ mình làm video mà đã có video đăng rồi các bạn này. Hôm nay mình làm cái đuôi cho con diều này các bạn nhé. Nhanh gọn lẹ các bạn nhé. Bây giờ thì đang bục lèo các bạn nhé. Như vậy là diều đã xong. Nhà cá. Khá chất đấy.